Nghệ sĩ Hồng Đào được khen diễn xuất trong phim Hollywood. Nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong tập 8 của series Beef. Cô vào vai người mẹ nấu bữa tối và trò chuyện cùng con gái Ami Lau, Ali Wong đóng. Series Beef do công ty sản xuất A24 hiện đứng đầu danh sách tác phẩm được xem nhiều nhất Netflix sau thời gian ngắn ra mắt. Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai hành trinh mẹ của nữ chính Ami Lau, Ali Wong thủ vai. Hồng Đào cho biết đây là cơ hội mà cô từng mơ ước từ lâu. Dù chỉ đóng vai khách mời, dự án là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề, Hồng Đào cho biết. Ngoài ra diễn viên sinh năm 62 cũng chia sẻ một số hình ảnh trong buổi ra mắt Beef tại Mỹ vào đầu tháng 4. Ở tập 8, bà Hạnh Trinh, Hồng Đào ngồi nói chuyện cùng chồng và con gái sau thời gian dài xa cách. Trên mâm cơm xuất hiện món canh chua, món ăn truyền thống của Việt Nam do bà Hạnh Trinh nấu để chiều đãi Ami Lao. Bữa ăn trôi qua trong căng thẳng, Amy Lau nhắc lại cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn của cha mẹ trong quá khứ và cho rằng bản thân đang lặp lại sai lầm đó. Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy để nó lại phía sau, bà Hạnh Trinh nói trong bữa cơm. Trong phân cảnh sau đó, khi đang đứng rửa chén, bà Hạnh Trinh cũng tiếp tục có cuộc trao đổi ngắn với con gái. Nghệ sĩ Hồng Đào chỉ xuất hiện trong tập 8 với thời lượng khoảng 5 phút, song nhận phản hồi tốt từ công chúng khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ. Beef do A24 sản xuất, khai thác về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ. Phim gồm 10 tập. Sau khi ra mắt, Sari nhận phản hồi tốt của giới chuyên môn và khán giả. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 99% điểm cà chua tươi từ giới phê bình. Hồng Đào sinh năm 1962, gây dấu ấn với khán giả trong nước với hàng loạt vở kịch, phim điện ảnh như Lôi Vũ, ngôi nhà không có đàn ông. Cùng với Hồng Vân, Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Đào thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch miền Nam. Thời điểm nữ nghệ sĩ diễn tại sân khấu 5B cũng là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của cô. Hồng Đào hiện sau ở Mỹ cùng hai con gái. Sau khi ly hôn Quang Minh, nữ nghệ sĩ nhanh chóng cân bằng cuộc sống. Cô về nước nhiều hơn, tham gia quay phim, diễn kịch, cải lương, phim điện ảnh.